Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh hôm nay, chúng tôi xin dành thời lượng để chuyển tải một nội dung thú vị. Thưa quý vị, tuổi học trò là lứa tuổi vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Thế nên khi nói đến tình yêu tuổi học trò thì ai cũng nghĩ đến mối tình đầu đời, ngây thơ, khờ dại, thuần khiết và khó quên. Quan điểm có nên yêu hay không ở độ tuổi này cho đến nay vẫn là chủ đề bàn luận chưa có hồi kết, phụ thuộc vào quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người. Do đó, rất cần sự quan tâm định hướng, giáo dục đúng cách của người lớn để các em nếu có những rung động đầu đời thì sẽ có những kỷ niệm dấu ấn đẹp trong cuộc đời sau này. Những rung động đầu đời của mọi người, nhất là lứa tuổi học trò, luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, khó quên nhất. Đó đơn giản chỉ là việc cùng nhau đi học, ôn bài, động viên nhau trong học tập, thi cử, chia sẻ quan điểm về cuộc sống, gia đình. Và ai nấy đều vui khi nhận được sự quan tâm, buồn khi có cảm giác trống vắng, bất đồng quan điểm. Đây đều là những cảm xúc dễ thương, trong sáng. Và với nhiều em, cảm xúc này đem đến niềm vui, sự hứng khởi, tạo động lực để cả hai cùng học tốt, hướng đến tương lai tươi sáng. Tụi em cùng nhau đi học, học bài được kiểu tụi em giúp đỡ để phát triển nhau. Nên là cái việc đó là học tập thì ba mẹ em không phải lo lắng hay là suy nghĩ gì. Mục tiêu là hai đứa sẽ phấn đấu vào đại học chung luôn, chung trường luôn, cũng chung ngành luôn. Tuy nhiên, tuổi học trò là giai đoạn tâm lý có sự thay đổi mạnh mẽ ở cả nam và nữ. Nhưng do thiếu sự quan tâm, định hướng đúng đắn, kịp thời từ gia đình và thầy cô mà phần nhiều là cấm đoán, nên nhiều em có tư tưởng nổi loạn, vượt rào để chứng minh, khẳng định tình cảm của mình. Do đó là lý do dẫn đến những sai lầm của các em, không chỉ đánh mất đi thứ tình cảm trong sáng mà còn có thể để lại những hậu quả đáng tiếc về sau. Những bậc phụ huynh em nghĩ là không nên khó khăn trong việc tình yêu của con cái, đưa ra cho con những lời khuyên đúng đắn thì em nghĩ cái tình yêu đó nó sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Khi yêu đương nhưng mà kết quả học tập của em nó vẫn đi song song với cái kết quả thiệt là tốt, cho nên là nhà em vẫn cứ bình thường và khuyến khích chứ không có cấm cản gì ạ. Không có cấm cản chuyện này, nhưng mà chúng ta phải làm sao? Ví dụ ở phía gia đình, cha mẹ đừng bao giờ quá gắt gỏng hay là khắt khe về câu chuyện là con cái bày tỏ tình cảm với bạn khác trước mặt mình hoặc là nói cho mình nghe. Mình phải cởi mở cái đã, bởi mình thấy đó là một chuyện bình thường thì con mới thấy là bình thường. Còn nếu mình thấy đó chuyện ghê gớm thì con sẽ làm cho nó ghê gớm luôn. Vì vậy cái tư tưởng rất là quan trọng. Nên nếu lỡ cha mẹ nào mà có những đứa con phát triển sớm như vậy á thì mình nên cố gắng là đồng hành cùng với con, chỉ cho con thừa nhận đó là một tình cảm bình thường cái đã. Và đây là một vấn đề bình thường thôi, không có vấn nạn gì cả. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ cho các cách thách thức để con hiểu là yêu có bao nhiêu cấp độ và ở độ tuổi nào thì cấp độ nào cho nó phù hợp. Còn đối với nhà trường thì nên tăng cường các cái tiết giáo dục về giới tính và phải có những người chuyên nghiệp để làm chuyện này, không có ngại ngần khi chia sẻ, không ấp áp úng, không ngại ngần, không giấu giếm các con. Thay vì cấm cản, nếu biết cách giúp học sinh hay con trẻ làm chủ cảm xúc khi yêu ở lứa tuổi học trò, phụ huynh và giáo viên không những giúp các em có những kỷ niệm dấu ấn đẹp trong đời, mà còn giúp cho các em biến tình cảm thành động lực thúc đẩy việc học tập, lao động và ý chí vươn lên. Đây là nội dung của một buổi sinh hoạt ngoại khóa do đoàn trường Trung học phổ thông Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tổ chức và nhận được sự quan tâm đầy hứng thú của học sinh. Nhà trường cũng đã tuyên truyền tới các em, đó là xác định cái nhiệm vụ trọng tâm của các em, đó là học tập, rèn luyện, xây dựng cho các em một cái, các bạn phải biết cái ranh giới, cái giới hạn của mình. Trong cái việc thể hiện tình cảm của mình để không làm ảnh hưởng tới cái việc học tập của các em. Tình yêu thời học sinh nó vừa có cái gì đó chưa đủ độ chín chắn nhưng vừa có cái gì đó rất đẹp, rất đáng trân trọng bởi các bạn đến với nhau bằng tình cảm thật sự, gắn kết với nhau bằng chính những sẻ chia, những khó khăn, những đồng cảm theo đúng nghĩa học sinh. Bởi khi ra trường, tình yêu của bạn khi đó sẽ không hề đơn giản như thế nữa, yêu thời học sinh vì cũng có rất nhiều bất cập. Nhất là lối sống có phần buông thả của nhiều bạn học sinh hiện nay mà những hệ lụy của nó đôi khi lại vùi dập cả những tương lai. Và hãy yêu nếu trái tim nghe theo lý trí, giữ cho những rung động đầu đời thuần khiết. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp, vì vậy đừng làm nó bị biến chất bằng những thứ phù phiếm của hiện tại.